Cảm ơn sư huynh nhá. Nào thích là tí lại quay lại. Alo ngay. Ôi. Cái này thì ông lật rồi. Tất nhiên. Một loạt ổi quả này. Nhìn nó nhân tạo quá. Đẹp ấy. Đẹp ấy. Cái này thì nhiều tiền rồi. Tiền trang này. Đấy, lập. Bận lắm. Dưới tiếp dày dày ghê nhỉ. Dưới đẹp đấy. Bao tiền đấy bác? 2,5 triệu. Đấy, trồng lại nó tử tế cái là khác ngay. Thu vớt răm lại tí. Thu vớt răm lại tí. Dày 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 như cái chổi. Giờ đi chợ là phải cầm trên 5 triệu. Chợ mới phê được. Cầm đôi triệu đi rồi dọn dẹp lắm. Nói chung hôm nay là cũng nhiều cây hay đấy. Bây giờ quay lại mua nhá. Nhiều cây hay đấy. Hôm nay chắc lại của vời nhỉ. Chứ nhỉ, cái này chắc uống vời nhỉ. Biết bao tiền. Con này như bán rồi, sao bán 5 triệu. Bán rồi. Bên vừa là ông Lượng, các thể nhà không nhà bánh bẻ, rẻ của ái luôn. Bao bao bao, bán như bán vời. Đấy. Cái con trống đồng của nãy mà nó được cái bể dính dính như này thì ngon rồi. Rẻ nó bỏ mà, cái chứ mà bao gần vừa hết. Tiền nào cũng lấy. Ba vai rất là rõ ràng. Ba vai là sao? Ba vai là cùng một điểm ra nhé. Không phải là ba cái tay là ba vai. Con này ngồi trên này lâu rồi đấy chị. Cái này nhiều tiền không chị? Thế cái này này. 3,5 triệu á? Hay là 8,5 triệu? To nhỉ, thích đấy nhỉ. Nhà ông nào to to để cái này cái khay nước tốt quá. Chơi sung này, chơi vả này còn gì bằng đâu. 3,5 triệu bạc. Chả mấy khi cây này chạy. Đây đây. Mang cái gì đấy chú? Mang giấy này đây. Ừ. À, mang giấy đi à? Đang có hoa này. Đang hoa đẹp này. Bao tiền chú? Giấy này. 8 triệu này, còn cây này. Đâu? 3,5 triệu. Vâng, dưới bên kia. Bên kia 8 triệu. Cây này 4 triệu. Cây gốm ngạn nhá. Được lắm đấy, đi ra đây. Hôm nay thứ trước này quay đây. Đây ông già. Ông ấy dạo này ông còn ra đây. Ra thấy đẹp. Cây bên cạnh. Ra cây 3 triệu. Ủa dâm này. Đấy. Đẹp.
lúc nhỏ rồi, từ từ dàn trẻ. Thế đẹp đó. Chuẩn bị hoa là dợp bóng luôn. Đẹp đấy. Tháng sau nhiều hoa. Đang đây này, cái này sau đầy hoa này. Thế Tơ Tuấn này làm gì? Mất hút. Cháu có mấy tháng cháu gặp được. Mua đất ở Tây Bồ 30 mét vuông. Mua có 30 mét thôi. Có nhà không? Có. Nhà có 4 gì? Nhà 3 tầng. Ôi, ngon. Hồng Vương này. Cái quảng cáo cái đấy kìa này. Vâng, Hồng Vương này. Cái con đấy là mai về bán được ngay. Bộ đây. Dạ. Mai về là bán được ngay. Quay đấy cho lên Facebook phát về bán được ngay. Vâng. Có cách nào? Đúng rồi, người ta nhanh lắm. Người ta mà thích thì nhanh lắm. Có điện thoại có rồi, 788 có rồi, xâm nhận cái gì hết rồi. Cứ nói tên là biết số rồi. Này. Không phải mà lại ỉ om điện thoại các bạn. Để quay lại cái mặt đằng sau. Đây. Chủ cây đây. Đấy. Làm nó cổ kỳ kìa. Đẹp lắm. Nhiều quá ra lá nhiều không chứ. Hoa này tôi đã thích hoa. Hoa đây rồi, cái này là cứ thế này là ra hoa thôi. Cái này nó phải tưới à? Nó ra hoa từ này rồi. Cái này nó phải tưới à? Không, héo cái mất. Hả? Có hoa thì nó phải tưới. Cứ cho nó nhiều nắng mà. Cái này mà nắng mà nó tưới rất nặng. Mà thích ra hoa cùng một lúc ấy, thì bắt phơi không tưới nước, cho rụng hết lá đi, xong rồi bắt đầu tưới trở lại. Nhưng mà rụng lá thì người ta lại bảo lúc có hoa thì có hoa không thì xấu. À đấy, nếu muốn nhiều hoa, còn lốm đốm này thì cứ thế này thôi. Đây này, xong những cái này ra này. Mà nó cứ tưới nước, nó có ra hoa không? Có. Tưới nước thì gì? Tưới vừa không? Phải thôi. Cái này nó cũng không cần nhiều nước đâu. Tưới nhiều có hoa thì phải tưới nhiều đúng không nhỉ? Có hoa thì phải tưới nhiều à? Tưới bình thường thôi. Không cần tưới. Tưới sống khỏe. Chủ yếu là nhiều nắng. Nhiều nắng. Okay. Nhiều nắng. Ban công mình vẫn còn bị căng quá. Ban công được. Ban công được. Chú mua một cây quen tay làm sao nó thấy nó rẻ. Chú bác có cây lục vừng nào để ban công được không? Là móng này, là móng có nhiều loại lắm. Đây là một dòng là móng. Cao ở mét dưới. Ở đây nhá, cháu được đi. Đây nhá, lên về nhà nhá. Mét dưới mét 6 không? Thế là có bác chỉ đem cây. Bác có chụp ảnh không? Có đâu. Bồ đề đây này, đích thị bồ đề đất Phật đây. Vừa nó đỏ, da đỏ này. Lá có đuôi đề rất dài và cũng vân như này, rõ ràng như này. Đấy. Đây đích thị là bồ đề đất Phật đó nhá. Còn cái thể loại biến tướng kia thì cứ gọi là thế nào thì các bác tùy các bác gọi, nhưng mà dòng dõi bồ đề đất Phật là đấy. Cái này thì tới bảo bán rồi. Cái lúc bán là phải cắt thôi các bác, cắt rồi nhìn người ta lộ ra người ta xước nhau, cứ để um tùm là mình chả biết. Ok các bác, giờ đi. Qua đây nó bán hết xe rồi, đi về rồi. Đấy. Có cái chậu xấu lên tạm nó cũng được. Được. Sao nhìn nó khác ngay. Và nứt thân ở kia. Chậu rồi cả bị bao bì. Tùng 1,2 triệu con cây này.
tùng này. Cây 1 triệu. À nó lại rẻ hơn à? Ừ. Cây này, cây chuối này. Chuối bán 500. Ừ. Hay đấy. Nào thích chơi chuối thì ra đây múc là hay rồi. Quá rẻ. Rồi ok các bác.